chạy một vòng đó mới mới qua đây chứ hả? Cái khu kia nó cũng lấy được từ đây luôn hả? Cái cùng nước cũng lấy cái kinh đó, còn thải là từ con kinh này thải về dưới. Ồ. Nước trời quá. Chút nước mơn mởn. Nước dây mấy cơm vậy lớn ngon. Thấy không? Muốn kẹo rồi nè. Kẹo không? Muốn kẹo rồi. Kẹo cho nó giảm màu xíu. Nước này chiều nay phải tha cho nhiều vô. Đó. Cơm đẹp bóng ghê. Đều. Chụp cho cái đường ruột. Kiếp. Hết cái đường ruột này. Con nó giống như đường ruột, giống như đường trứng luôn. To như đường trứng. Thấy không? Nè. Kiếp. Đường phân. Phân dẻo đẹp. Nói chung thức ăn con cót này á, là cái phân của nó á, thì nó ít có bị bã, không bã. À, nó ít bã nhưng mà lại ăn nó cái thức ăn á, thì nó nước tôm, nó màu xanh. Dạ, tôm rất là sạch nha, cái con rau rau tôm là còn dài nhằn luôn nha, nhìn cái rau á. Này nó khoảng cỡ 57 con này. Cỡ 57 con hồi nắng thế này nó ăn mầm thôi, lo chuẩn bị nước mà thay. Trời ơi, thay không kịp. Thôi chuẩn bị nước mà thay. Nó ăn là bình thường. Ăn xào xào với giấc trưa này chạy oxy chạy cũng nhẹ, không cần chạy mạnh. Không cần oxy nhiều lắm. Giờ trưa này chỉ cần mát thôi. Đúng rồi. Đảo nước cho mát nước. Chứ thì, không cần phải chạy oxy nhiều. Tại vì giấc này là xương phong thêm cái nữa. Sau đó biết đâu chạy quạt. À, xương phong gọi đầu chạy quạt lên. Chạy quạt cho nó mát nước. Chạy quạt lên mát nước. Giờ này là chỉ cần mát nước chứ không có cần đẩy cho cố gì. Oxy với lại dư. Xương phong xong là bắt đầu là chạy quạt xong rồi bắt đầu là chiều xương phong tiếp tục. Chứ oxy là dư rồi. Mình sẽ chạy cho nó mát nước. Nó đảo á, nó khỏi phân tầng nữa. Cái ao này thì sáng thay nước hết được cái ao của ảnh. À, nước nó kẹo. Thay nhiều hơn. Mà nước càng kẹo thì phải càng thay nhiều. À, cái này ghim cho nó khỏi bung thức ăn ra hả? Bài. Cái máy này nó quằn quá. Mạnh hả? Mạnh. Tại thằng ấy nó sửa lại nè, cái máy này thì nó bán cũng rẻ, cái máy này nó có 2 triệu mấy nhà mà điều 2 triệu rưỡi cao. Hình như 2 triệu tư, 40 ngàn. Mà nó về nó thay cục gì đó. Thay cục pin gì đó, cái nó nói cục pin, nó pin nhỏ, nạp, nó quay không mạnh gì đó, nó thay vô một cái, nó quăng, trời ơi, trời. Quăng được 5 mét bay, không? Bay lên đây luôn á. Dữ, vậy là hơn 5 mét. Mà em bấm là cái số 1 đó nha, cái số nhỏ nhất luôn á, cái số nhỏ chút luôn nha. Giá rẻ ghê ta. Mua 2 triệu giá tốt á. Cái đó của thằng ấy trên này nè, thằng em đó nó bán nó để lại đó. À. À chứ mà anh phải mua cửa hàng. Nó là cửa hàng. À, nó cửa hàng. À, mà nó để lại. Nói chung nó để là không lời vậy thôi. Dạ, của anh em. Anh em mà. Lời cái gì? Người ta thì nó bán chắc cũng khoảng cả 3 triệu quá. Đúng rồi, hồ này hơi xanh nè. Xanh. Lấy đầy đó 6-3 năm về rồi. Ờ, dứt đi. Chiều nay đánh nè. Trưa nay quýnh thì sao là quýnh chiều? Hả? Quýnh buổi trưa này chứ. Sao em xài nó buổi chiều không à? Quýnh buổi này nó mới nhanh. Ui. Quýnh buổi này nó... Đúng rồi, 12 giờ trưa. Quýnh buổi này sợ nó chụp lẹ quá. Không có lẹ thử. Nghe Huy. Nha. Đẹp. Chù. Ừ. Mạnh dữ. Nãy quên tắt máy. Đẹp á, mực tôm còn nở lắm, đuôi còn nở lắm nè. Tôm này tốc độ lớn bình thường còn nở lắm. Đúng. Mập á, thức ăn ngon, đúng tiền nào của đó. Ngon cốt quá đẹp. Đánh buổi trưa á, 12 giờ á, nó nhanh lắm. Đánh 12 giờ xong rồi tối ép vô cho nó một cái. Ừ. Hoặc là lấy cái gói video top á. Còn Vũ. Con nhá là Vũ. Ui, con nhá này tôm mới nhiều nè. Rồi. Bóng tôm mập, bóng sáng. Quá chuẩn. Một số con nó cũng hơi còn nhỏ.
mình chừa lại ít cái mình rải sơ cho nó cũng phải lọt chọt chứ dễ gì nó đều nổi. Không kéo lên được á, kéo là anh phải gãy tay. Gãy tay đúng rồi. Chừa lại ví dụ ăn 200 kg, gãy tay là anh phải xài cũng như là một anh ăn 200 kg thì anh phải chừa lại khoảng cả 20 kg. Đúng. Hơn chút nữa cũng được. 20 kg thì anh gãy mỗi một lần anh gãy là anh gãy khoảng cả 3 kg 5 kg anh phải cho ăn liên tục. Đúng rồi. Phải rải chứ. Nó kéo lên nhanh. Cái kéo đó là em sử dụng là tôm mà chừng nào mà muốn ấy kìa. Em mới đẩy nó, em cho nó ăn theo. Cái kéo chứ để mai mốt mấy con đó nó làm giảm say của mình. Mấy con đó mai mốt nó mắc đầu con của mình dữ lắm. Uống. Để chứ ví dụ như 100 con mà nó làm cho chỗ 4-5 con là mình thấy mắc ký. Với em nuôi bán khác hơn ta lắm. Không bán giống người ta. Bán chứ nó phải căng hay chứ. Nó cũng căng. Mà em bán không có vụ mà kéo mẫu kéo này kia đâu. Để chứ kéo cách nào? Em bán cái đó là mới là lấy cái chài ra, lấy cái căng ra. Lấy cái máy tính ra, lấy cái căng ấy đó. Chài lên. Chài xong lên rồi căng như con. Tính tiền. Bán mẫu cái một. À, đó chứ không có đợi mà kéo lưới lên. Bắt mẫu. Căng mẫu. Rồi khi người nói là tôm khô, người nói tôm ướt, đúng. Cãi lộn với nhau, nó khó lòng cứ chài lên bắn mẫu là xong. Chài lên bắn mẫu là xong. Hợp lý. Ủa, không là nó ép cho khô như là ra bả tôm. Nó ép, nước ép. Rồi bắt đầu khi nó căng con tôm điện tử. Không còn miếng nước. Nó để 15 phút nó mới căng. Cái gì? Giờ cho quay phim kể cho anh xíu. Để có đi công tác PR. Đi về mới học được nhiều chứ. Dạ. Đúng không? Anh Lợi phải đi thật là nhiều cái này. Hàng cái lợi học được nhiều á. Dạ. Ở một nơi mà đi được nhiều khách hàng VIP như này á, mình sẽ học được rất là nhiều. Còn ở cái nơi mình đã khách hàng mình đã ít rồi thì cơ hội học đâu có đâu. Mà khách hàng mình đã quen với họ lâu rồi đó. Tức là những khách hàng mà quen á thì cái mới chưa có. Không có. Quen rồi nó ít có muốn chia sẻ cho mình nhiều được. Khi mà đi lại này nó mới chia sẻ. À, còn quen của mình thôi, ngày nào cũng gặp nhau ta. Chia sẻ gì. Đúng không? Rồi gặp hoài. Nhà dưới đó. Ở bên đó khu đó. Ủa này nuôi ao đất hay gì mà anh Ngoan? Đấy này khu ao đất anh Quy, mà sao nó làm ao tròn ấy? Thì nó bo này cho tròn cái gọi thôi. Ui chỗ cao này mà lót cái bạc vô bờ cho con cá nuôi thầy. Cái khu bên đó là khu vực chung đó mà, khu đó nó nuôi không thành công. Thế hả? Sao không kêu thầy qua? Bây giờ có qua bển đi cũng không nuôi được. Thế hả? Tại vì cái nước không đủ hả? Cái đường đó không đủ cấp nước. À, nước không đủ là thua. À, không đủ cấp nước thì thua, không có đường nào mà chịu nổi. Còn cái này xuống đây rồi mình bơm đi đâu? Cái này chúng bơm kênh đó. Đó này chạy truyền đó, bơm cái đó nó đi vòng đó đi vòng vòng về tới dưới. Là nó ra kênh luôn. Ra kênh luôn. Rồi. Tới dưới là nó đi mà nếu mà tới dưới nó ra kênh là nước sạch luôn rồi đó. Nước nó quay lại nuôi cũng được. Không? Nhưng mà nói chung mình muốn quay lại thì cái nước đó nó cũng hơi khó. Thà là mình lấy nước biển vô nó thẳng vô cho ngon hơn. Không những người nuôi ao đất mà lấy cái nước nó vô cái ao rồi bắt đầu diệt khuẩn lấy vô phản đuôi. Trúng thầy thầy cực kỳ luôn, đỡ tốn tiền khoáng, đỡ tốn tiền đúng không, đỡ tốn tiền kali ma nhê đối ấy cái nuôi thì thằng Ngoan nó thả ra tao lấy vô hưởng phước của nó. Hợp lý quá rồi, chồng cho ông anh mình tắm đây nè, ông anh mình đang còn bệnh rồi. 1 2 3 2 3 rồi.